Thì đúng là về nếu mà em nghĩ lúc đó là không biết bao giờ mới gặp lại. Thế thì lúc đó làm sao em kết nối được với cô này? Lướt Facebook anh. Lướt. Trời, Facebook hay quá ha, nó nhận ra em thích ta luôn cho nên nó mới đề xuất. Không, đúng không? Rõ ràng nó phải đọc được cái tâm trí của em, hoặc nó nghe lén em nói chuyện với người ta cho nên là nó mới đề xuất cái cô này lên. Đúng rồi, không biết sao cái thấy vậy, cái tự nhiên cái em lướt mà cũng không có một cái gì liên quan tới nhau. Tự nhiên trong cái phần mà gợi ý bạn bè đó, những người bạn có thể biết cái gương mặt của vợ em xuất hiện ngay chính diện đó luôn. Rồi lúc đó thấy cái Facebook tên là Phạm Quỳnh Anh. Cũng không nhớ cái mặt, cũng không biết tên. Ấn vô xem thử. Đúng rồi, hình như là cái bạn hôm bữa mình gặp rồi. Đó, đây là bắt đầu lướt xem nha. Thấy, thì ra bạn này cũng có hoạt động nghệ thuật nè, diễn viên nè, cũng đã tham gia dự án này, dự án kia nè, cũng xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh nè. Cái bắt đầu, đúng là cái đối tượng mà mình, bữa giờ mình để ý và một cái tín hiệu vũ trụ gì đó gửi lại cho mình. Thì mới bấm kết bạn, mấy ngày sau thấy được là cái phản hồi. Là bạn này đồng ý rồi. Đồng ý kết bạn. Lúc lần đầu tiên mà em nhìn thấy nick của anh Đức kết bạn với em thì em lướt luôn. Đau lòng. Vì em nghĩ là nick ảo, em lướt luôn. Nhưng em bạn chung là biết mà. Nhưng mà một lúc sau nó lại hiện lên cái thông báo anh Đức kết bạn với em. Thì em vào thì em thấy tích xanh thì em nghĩ chắc là anh Đức thật và em đồng ý kết bạn. Sau kết bạn được 2 giây thôi thì em thấy một cái tin nhắn của anh Đức luôn. Ủa sao nhanh dữ vậy hả? Chết cha, anh rình anh canh để vô nói giá lắm Đức à, nhanh quá, nhanh quá. Kiểu người ta thấy ngồi đó chờ đợi lắm. Đúng rồi. Sao giờ em mới nói tình tiết đó ra cái anh quê quá vậy? Em xin lỗi, vậy để em giữ giá cho anh xíu ha. Anh phải trực Facebook em hay gì á? Sao mà em vô trả lời hả? Anh Đức vô nhắn cho em một cái tin rất là cơ bản. Hôm trước anh gặp em ở vỗ tổ trường sân khấu điện ảnh phải không? Đó, vậy thôi. Xong kêu em chào anh rồi. Cũng nói qua nói lại rồi anh hỏi về em học lớp mấy, học thầy cô nào, rồi đi học như thế nào này kia kiểu. Em làm phim nhiều chưa? Nói chung là tất cả mọi thứ cũng chỉ xoay quanh về nghề nghiệp công việc. Lại giống như một cuộc phỏng vấn hả? Dạ. Casting. Không thì phải như vậy nó mới an toàn. Chứ bây giờ mới vô kết bạn cái mà hỏi sao rồi em giờ tình hình nha. Em ở với ai, ba mẹ em thế nào, kỳ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Phải hỏi về công việc thôi, bao giờ cũng phải như vậy. Đến lúc đó em thật sự nghĩ ảnh là một tiền bối, em không nghĩ ra một cái gì khác hết. Rồi cứ lễ Halloween này chúc mừng rồi. Sao cái gì Halloween mình chúc mừng em? Ủa là sao em? Ý là lễ thôi, lễ thôi em à. Còn cái lễ Halloween là lễ có hùng quốc tế thì mình không cần phải chúc mừng đâu, mình có thể mà đi chơi thôi. Rồi sinh nhật em, rồi Tết rồi. Bởi vì tụi em không có nói chuyện với nhau thường xuyên, chỉ đến cái đoạn đó. Xong rồi càng về sau thì càng là những cái lễ chúc mừng kìa. Cứ có dịp nào chúc mừng là em thấy anh Đức chúc mừng em. Không có nội dung gì để nói khi mà cô gái hết anh, thật sự. Nên em không hề biết là anh có tâm tia gì với em hết, em không hiểu. Đức ơi, mình có thể tặng cho người ta một bài thơ. Là anh, đây là ca khúc anh thường hay nghe, anh rất thích kiểu vậy. Sao cứ vô là Halloween là vô chúc mừng, rằm tháng 7 là vô chúc mừng, rồi những cái ngày lễ là vô chúc mừng là sao cái vậy? Rồi em tưởng tượng nha, thí dụ mà với cái bản tính của em á, mà tự nhiên tặng một bài thơ hay là nói gửi một cái bài sách hát hay là một cái bài hát gì em đã nghe qua bài này chưa, hãy nghe đi, rung động lắm đó. Tự nhiên cái em cảm thấy không phải là em anh ơi. Nó bị kỳ á, kiểu cho nên là em chỉ là ngày hôm đó hỏi thăm về ví dụ như học vấn xong em đã làm dự án gì chưa, rồi mình nói quá thì cũng gần trễ rồi, hết ngày rồi, thôi thì cũng chúc em ngủ ngon. Rồi qua ngày hôm sau không còn chủ đề gì để nói ngủ ngon là hết luôn rồi. Trời ơi, cái câu chuyện gì đâu mà khép lại mà nó không đi đến bao lâu. Em không có một bất kỳ một cái suy nghĩ gì hết, thật sự luôn. Thì ví dụ chỉ chờ đợi, ví dụ như lâu lâu mà giờ em up status gì đó, ví dụ như là em vô like, ngày hôm nay đi quay cái gì ở đâu vô like, ý em quay ở đó hả, vui không em, chương trình làm như thế nào, đồ kiểu là để có cái cớ mình nói. Xong rồi tự nhiên rồi đến ví dụ như Noel bắt đầu vô là hôm nay Giáng sinh rồi, em có đi chơi với gia đình hay bạn bè gì không, mới có cớ nói.